Tôi Hữu Bộ xin chào tất cả anh em. Tôi Cường Seven chào tất cả anh em. Ok các bạn ạ, hôm nay như mình lại tiếp tục ra đồng các bạn ạ, ra ngoài này để hít thở không khí trong lành. Nhưng mà đồng này đồng mới anh ạ. Chỗ này toàn gọi là cái khu anh mình mới khám phá ra, như mình quay luôn ở đây. Và hôm nay như mình sẽ làm một món, đó chính là món cá trứng nướng siêu cay các bạn ạ. Nghe nói là cá này thì siêu nhiều trứng luôn, thì ở kia mình đã chuẩn bị rất nhiều cá trứng. Ngay bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh mình nha. Đây là số cá trứng mà mình đã mua, thì hiện tại chỗ này đang là 3 cân, rất là nhiều luôn các bạn ạ. Mình nghe bảo cá này lúc nào cũng có trứng, cho dù không phải là mùa sinh sản của nó. Thì nhìn những cái con bụng rất là to luôn các bạn ạ. Thế em nghĩ đây chắc toàn con cá ấy. Và cá này mình phải nhờ người mua chứ miền Bắc chỗ mình không có luôn đấy. Anh? Hả? Chắc đây toàn con cái thì nó có trứng, như con lực thì sao có trứng nhỉ? Anh thì anh cũng không biết, anh cũng không nghiên cứu về cái loại cá này mà kiểu người ta bảo là 100% có trứng nên anh chỉ biết thế thôi. Đấy em thử cắt con đó ra luôn xem nào. Nhìn như kiểu có bầu. Xem có trứng hay không là biết ngay mà. Ủa, trứng thật luôn. Đây con ạ. Đây, trứng thật luôn. Đây con ạ, đây. Rất nhiều trứng luôn. Nó mắc nhiều trứng. Bảo sao? Bây giờ anh mình sẽ cho vào để anh mình ướp siêu cay. Ôi, từ từ. Để anh đổ nước. Bình thường anh như mình sẽ đổ nước ướp vào cá, nhưng mà hôm nay như mình sẽ đổ cá vào nước ướp. Anh như mình sẽ trộn rồi ngâm một lát, rồi anh như mình đi nhóm bếp than, rồi anh như mình mới bắt đầu nướng được các bạn ạ. Cá này tôi nhìn như kiểu cá cơm khổng lồ ấy. Cá cơm khổng lồ. Mấy con này chắc thụ tinh nhân tạo chứ, toàn con cái. Không ngon đực lại có trứng. Cái bụng con này nó nhiều trứng chắc chả có ruột đấy. Tí bạn ăn thử không biết mà. Có vẫn ăn được hết anh. Con này ăn nhảy được em ạ. Mà nó không nhảy được nữa. Anh ăn luôn đi. Thử luôn. Gói siêu cay. Đây là chiếc mâm lần trước anh nhà mình nướng cua hoàng hậu bằng 50.000 que diêm và đã bị cháy đen mất rồi. Hôm nay mình sẽ mang ra để tận dụng lại chiếc mâm này. Lương xong tối đi cổ vũ Việt Nam, anh mình lại mang đi gõ kẻng. Tận dụng tối đa. Đấy cũng là một ý kiến hay bạn ạ. Tận dụng khi nào mà chiếc mâm này thống thì thôi. Toàn mùi than rồi, khét quá. Chút sẽ có mùi ở nước ướp siêu cay. Anh lại ngồi đầu ngọn khói như thế. Thử hỏi bạn Khoa xem có cay mắt hay không. Anh một lúc không ai đánh cũng khóc được anh ạ. Không cay mà không quan mì được. Than đã cháy rồi, bây giờ mình sẽ cho lên để luống các bạn ạ. Thơm mới đấy. Thơm lưng luôn đấy. Bạn làm thịt con đi. Ướp rồi, ngâm rồi. Tôi thích ăn kiểu một sống hẳn, hai là chín hẳn. Không thích dở, dở ương ương. Dở ương khó chịu. Bạn ở kia lật mỏi tay lắm. Chịu khó tí chứ bạn. Nếu mà không nhanh thì sợ cháy thì chết. Bạn cái nào đó nhanh hơn rồi. Đã vui cái đặt cá thâu lên. Ê lưu hai mẹ. Thường đấy. Cho tí một tí đi. Mình có thời gian mà lo gì. Vậy là sau hơn một tiếng lịch kịch anh em mình nướng rất là lâu luôn, thì bây giờ cuối cùng cũng đã đến bước để anh em mình thưởng thức rồi các bạn ạ. Bây giờ thì anh em mình sẽ chính thức thưởng thức cái món cá trứng nướng siêu cay này. Nhìn đập vào mắt không là con này khi mà bị toác ra đã thấy trứng, rất là nhiều trứng luôn rồi các bạn ạ. Wow. Kiểu người con này chỉ nhưng mà nhìn không? Đang cháy cả nước miếng rồi. Nào thưởng thức đi, đợi chờ gì nữa. Không hãm được nước miếng được rồi.
Ừm ấy. Mời tất cả các bạn nha. Để em ăn cái con nó đập vào mắt luôn. Bà đây, nhìn này, để tôi có một trứng của nó đây. Tiến em ăn con có thấy trứng không? Có ạ. Đây bà đây trứng đây. Một cục trứng luôn. Mời bạn nhé. Mời các bạn nhé. Rất thơm. Ăn các bạn nhé. Ăn cá trứng. Ăn trứng cá. Ăn trứng cá. Ngon quá. Cay quá. Cay cay tí tí. Còn trứng thì ngay thì hình thảo. Cá thơm. Mười cái uống bia ngon. Tuyệt vời. Cá này thì ít mà trứng thì nhiều. Xương như, thì nhạy hết. Như kiểu có gì nó cứ... Anh đang tưởng tượng là tất cả mọi loài cá là gửi trứng vào con cá này. Anh ơi, dầu như em thấy nó không sạch sạch. Em thử anh khoa rửa rồi đấy, không biết là rửa kiểu gì. Anh vừa rửa nước cao chắc là bám ít tương béo. Chưa ăn được anh. Ngay con này còn hơi đậm đậm. Con này... Nhậu vừa đấy. Nhậu vừa, anh hôm nay anh lại bảo em mua nước ngọt, anh đúng là nhậu, sai lầm rồi anh. Nhậu nước ngọt. Đúng là cá này dành cho các chị, các mẹ ăn cơm rau muống mùa hè. Mẹ ăn cơm rau muống, để em thử mẹ con này ra. Ăn cơm nhớ hợp. Ủa này, trứng này. Cá này mắc nhiều trứng luôn. Toàn trứng là trứng, đây nhìn bụng chỉ có trứng thôi. Trứng, có nhìn thấy thịt hầu như con nào có trứng luôn. Trứng này ăn lẫn mấy cái... Đây gọi là cá siêu nhiều trứng. Thế nên mới không gọi là cá trứng mà gọi là trứng cá nhỉ. Ăn trứng này đặc mồm bùi bùi. Toàn trứng là trứng không? Cá này vừa cung tự cấp trứng. Thì chứng tỏ cá này nó không bị bê đi. Một cục trứng ngon. Cái trứng này mấy da siêu cây quá ngon lắm. Con này chắc sống rồi chỉ để đẹp trứng. Ngon rồi. Thơm thơm. À, cay nè. Ăn đến con thứ hai cay. Đậm này uống bia thì ngon hơn là uống ngọt này. Đậm này tốn bia lắm, tốn đồ nhậu, khá tốn bia đó. Uống ngọt lành. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào để thưởng thức món cá trứng nướng siêu cay này các bạn ạ. Trứng cá nha anh. Con này như nó toàn trứng thôi. Đó là anh bóc thử không? Ngon quá. Để bóc thử. Con nào mà nướng khô ăn giòn. Rồi anh ăn da của nó mới ngon nhất. Trứng không ngon mà. Thế thôi anh ăn ra. Đây các bạn ạ. Cá rất nhiều trứng luôn, toàn trứng là trứng luôn. Mình mời tất cả mọi người nhá. Anh test trứng trước đó. Ăn trứng sướng lên mồm. Nhai trứng kiểu cái gì đó sật sật ở trong miệng ấy. Sật sật giòn giòn. Sật sật của trứng ấy. Ăn như trứng cá. Ngon. Sật của trứng như vậy. Thấy sật sật này, xem vỏ ngoài thịt đó. Vỏ ngoài vị siêu cay cũng ngon. Mỏng mỏng. Cái vỏ này, cái mình của nó rất là mỏng luôn các bạn. Nhai kiểu hơi đậm đậm một chút. Giòn. Thịt dai dai, kiểu khô khô. Còn gì đó không ta? Cay nữa. Còn cay. Đặc điểm con này là tại vì chắc là cũng là cá biển cho nên là hơi đậm. Đậm trứng. Thằng này lấy mũi trứng cá này nấu cháo rồi nhỉ? Ủa? Mất thời gian lắm. Chắc em nghĩ tại là mua trứng được. Chắc phải mua mấy tạ trứng cá này mất. À mấy tạ cá lọc trứng. Nào súp rồi. Trứng và thịt con này anh thấy gác bếp thì ăn mùi ngon. Em sợ gác bếp xong nó còn chơ mỗi bộ xương ấy. Còn chả còn xương ấy, nó còn chả thấy đâu ấy, bốc hơi hết luôn. Gác bếp. Ai bảo thấy mùi thơm thơm thôi. Trời tí giờ cũng chị. Anh em nào hôm nay ăn nhất rồi nhỉ? Sao ạ? Anh em nào hôm nay ăn nhiều nhất rồi nhỉ? Tôi ăn nhiều nhất. Cẩn thận về mai bụng to bạn nhé. Thế là bạn thấy buồn luôn. Buồn luôn rồi. Em có chua. Em bảo anh em ngay, anh em đưa đi khám. Bởi vì ăn quá nhiều trứng trong bụng. Ông về xem là luôn. Mua quay thử thai để sẵn. Nhớ báo anh em nhé.
Còn mẹ con hai vạch rồi. Anh chàng 25 tuổi có thai 3 tháng. Nên chuyện làm thì làm luôn bạn ạ. Ăn gần hết đấy. Ngon hả? Trứng này to. Yến vừa đi học về này. Vào đi học về bữa ăn. Thưởng thức luôn này. Ăn đúng giờ. Em có cảm thấy vui vì điều đó không? Ôi, quá vui anh ạ. Rất vinh dự. Cứ như là trường sắp việc luôn. Chuẩn xác. Vậy là sau một hồi mà anh như mình thưởng thức ấy, thì mình cảm nhận thấy rằng loài cá này có tên là cá trứng, bởi vì bên trong bụng của nó rất nhiều trứng, còn cái da của nó kiểu như không tính tiền luôn. Chủ yếu quan trọng nhất là cái trứng, nhai trứng sật sật rất là ngon, còn bên ngoài kiểu da nó chỉ mỏng rãnh luôn, không có một cái gì luôn đấy. Kiểu càng như nó sinh ra. Càng em lại thấy thèm trứng rồi anh ạ. Chỉ ăn trứng thôi. Nó sinh ra chỉ là để đeo những quả trứng ở trong bụng thôi. Không biết nó đẻ kiểu gì bạn này. Loại này mà đẻ thì phải... Như lúc đầu tôi nói, tôi không nghiên cứu sâu về cái loại cá này nên tôi không biết được. Loại này mà nó đẻ ra hết quả trứng này phải mấy triệu con cá rồi. Và số cá trứng thì cũng gần hết rồi. Và mình sẽ không làm mất thêm thời gian của các bạn nữa. Mình sẽ dừng clip này ở đây. Nếu các bạn mà thấy clip